nảy sinh ý muốn giết người do bực tức, ghen ghét. Sau khi bị cơ quan công an tóm giữ, nghi phạm trong vụ thảm án ở thôn Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Đông 53 tuổi, khai mâu thuẫn giữa gia đình y và em trai là Nguyễn Văn Hải 50 tuổi, do lỗi của anh Nguyễn Văn Hiệp 1993 nam nhi ông Hải và bà Doãn Thị Diệp 1970 hoàng hậu ông Hải. Đông cho rằng, hai người này đã xúi bẫy ông Hải, khiến bằng hữu đối tượng xảy ra mâu thuẫn. Từ suy nghĩ trên, Đông nảy sinh ý muốn sẽ sát hại bà Diệp và anh Hiệp để trả thù. Trước những lời khai trên, trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hiệp nạn nhân may mắn sống sót nhưng mất đi những người ruột thịt trong gia đình cho biết, bản thân anh trước tới nay không hề có mâu thuẫn, xích mích gì với Nguyễn Văn Đông. Về việc Đông ghét mẹ mình và có ý muốn sát hại để trả thù, anh cho biết, những năm gần đây, bà Diệp chịu khó làm ăn, có duyên trong mua sắm nên đã mua được mảnh đất mà ông Nguyễn Văn Mến bán lại rồi sẵn sàng xây nhà đã khiến Đông hình thành bực tức, khó chịu và có ý muốn sát hại. Anh Hiệp nhận định, việc Đông có ý muốn ra tay sát hại mình là do anh sẵn sàng xây nhà và trước khi xây có quý phái thủ thỉ với Đông về việc này khiến y nảy sinh bực tức, ghen ghét. Từ trước tới nay, hai mẹ con tôi không xích mích hay thù hằn gì với ông Đông nhưng qua những thể hiện bên ngoài, tôi biết rằng Đông rất ghét, hậm hực với tôi và mẹ. Anh Hiệp kể. Kể lại thời điểm xảy ra vụ án, anh Hiệp nói, vào sáng sủa 1:09, khi anh đang thay đồ cho con gái rồi sẵn sàng đi làm thì bất thần nghe thấy tiếng người kêu lớn ngoài ngõ. Khu vực xảy ra vụ án. Linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra, anh vội đứng dậy ra ngoài thì thấy Đông đang tóm dao trên tay tiến về phía mình. Biết ông ta có ý muốn lao tới chém, anh Hiệp vội bỏ chạy quý phái nhà bố hoàng hậu để kêu cứu giảng và nhờ sự trợ giúp. Chạy ra tới ngõ, tôi thấy mẹ nằm gục trên vũng máu nhưng lúc này Đông đang tóm dao trên tay đuổi theo nên tôi không thể làm được gì. Lúc đó, tôi vội chạy quý phái nhà bố hoàng hậu kêu cứu giảng và nhờ sự trợ giúp của mọi người. Khi tôi về đến nhà, Đông đã gây án xong. Anh Hiệp kể trong cực khổ. Sau khi bị Đông truy sát hoàng hậu, mẹ, con Hiệp được đưa đi viện cấp cứu giảng còn bố và chị gái tử trận tại chỗ. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu giảng chữa nhưng con và mẹ anh Hiệp cũng tử trận sau đó. Chỉ vì những hậm hực, ghen ghét ở trong lòng mà Đông ra tay sát hại gia đình tôi quá dã man, việc làm đấy không thể chấp nhận được. Nếu như ông ta có sự đe dọa từ trước thì mọi người còn biết để đề phòng nhưng suốt mấy năm trời hai bên gia đình không xích mích, cãi chửi nhau gì rồi bất thần ông Đông giác dao truy sát cả nhà tôi khiến mọi người không kịp đề phòng. Anh rầu rĩ nói. Tiếng khóc gọi con cực khổ trong đêm. Anh cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của hoàng hậu anh đã dần ổn định nhưng trên người có nhiều vết thương, khác biệt là vết thương ở tay trái, các bác sĩ thông báo phải mổ nhiều lần mới có thể khỏi. Tuy nhiên, do hiện tại lượng máu trong người chị Đỗ Thị Hồng Nờ, hoàng hậu anh Hiệp vẫn loãng và thiếu, sức khỏe yếu đuối nên các bác sĩ chưa thể tiến hành mổ những lần tiếp theo. Kể từ ngày hoàng hậu xuất viện về nhà, anh cũng không cho tiếp xúc với mạng internet hoặc Facebook nhiều vì kinh hồn có thể sẽ đọc được thông tin về vụ án xảy ra với gia đình khiến tâm lý bất an, kinh hồn loạn. Mặc dù đến nay đã 2 tháng trôi qua nhưng tinh thần chị Nờ vẫn chưa được ổn định, gia đình phải xoàng xỉn xuyên túc trực. Nhiều đêm hoàng hậu tôi ngủ mơ cứ nói uống ớt rồi bật dậy ngồi khóc gọi tên con. Lúc đấy, tôi cực kỳ đau lòng nhưng cũng chỉ biết động viên hoàng hậu. Đôi mắt đượm buồn, anh Hiệp chia sẻ. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, anh Hiệp nhấn mạnh việc tranh chấp đất đai giữa gia đình mình và kẻ gây án là Nguyễn Văn Đông bác ruột anh Hiệp phóng viên là không đúng. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông và ông Nguyễn Văn Hải là bằng hữu ruột. Hai người được ba mẹ chia cho hai mảnh đất ở gần nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến anh ruột của Đông và ông Hải. Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông Hải đến nhà Đông. Kinh hồn 20 giờ 0 ngày 29 tháng 8, anh Nguyễn Văn Hiệp đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình này sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp cũng hỏi Đông có thắc bận rộn gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không thì Đông đuổi anh Hiệp đi về.
Sau đó, Đông bực tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Diệp 1970, hoàng hậu ông Hải, vì hai người đã xúi bẫy ông Hải, khiến hai bằng hữu đối tượng mâu thuẫn. Từ suy nghĩ, Đông nảy sinh ý muốn sẽ giết chết bà Diệp và anh Hiệp để trả thù. Đến kinh hồn 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2019, Đông mang theo một con dao dài kinh hồn 40cm, bản dao minh mông 6cm đầu nhọn chui gỗ đi quý phái nhà em trai truy sát, chém nhiều người. Hậu quả ông Hải và chị bắt tử trận tại chỗ còn cháu mờ, và bà Diệp tử trận khi tới diện.